đâu? Ở nhiều chi nhánh lắm. Sao không biết nhỉ? Đồ đẹp không? Đẹp. Ruby. Ruby. Rồi. Đồ trung bình là bao nhiêu tiền? Có phải 300-400 tùy từ 200-400 600 thôi nha, khi nào 100 mấy 200 thì mới mua nha. Mà đợt này chắc cũng ít khách đúng không? Nhiều lắm chị, mà em hả? Hết tin nhắn tiền rồi mới online. Thì bán hàng online thôi chứ. Không, nó có cửa hàng nữa, mấy cửa hàng lận. Nên số một cửa hàng của nó nhiêu tiền? Hồi đó hả, có tháng 2 tỷ. Trời. Mà giờ thì đỡ rồi, trời sao được. Tháng nào cũng được vậy. Một ngày hả? Còn một tháng, còn bây giờ một ngày chắc mười mấy cũng có, mấy chục cũng có. Chị ăn đội nghề á. Nó phải nổi tiếng dữ lắm, nó bán được nhẹ. Ruby hay là cái gì? Ruby chị làm càng nó càng dở hơn đó chị An ạ. Bụi bé này là hiểu rồi đó. Ngồi mò. Không phải mụn li ti mà cái mụn nó tì tì ở dưới ấy. Nó không có phải mụn mụn ẩn như người ta, mà mụn bạn này là mụn giống như mụn bà lão ấy. Không, nó kêu là mụn vậy tại vì mụn này thường thường mọc trên da người già nhiều thôi à. Chứ chị thấy chỉ có em thôi đó. Sao mà lông thương bé tới 2-3 lần vậy không biết nữa. Cái dạng mụn gạo ấy, chịu ấy. Sắt muối vào trái chim em mà. Bé bạn em đâu rồi bé? Bé gì? Quên tên rồi. Mình. Ừ. Nhà này bận rộn lắm, không biết làm gì nữa. Không nói chuyện hả? Đó. Anh đang xài điện thoại gì? 11. 11, bình thường đúng không? Ừ. Camera quay ok không ta? Ok. Oh my god. Quên. Mà sớm mũi gì chưa thấp vậy? Chỉ da mỏng rồi không có lên cao được. Nhưng 12 triệu. Tự kiếm tiền sửa rồi à? Chứ sao. Ghê. Tiền. Hả? Chứ em không xin tiền. Ghê vậy. Anh thích đi làm chị ơi. Tiền đâu vậy? Ủa thì tiền kiếm để dành chứ sao. Làm 2 tháng là đủ rồi. Đúng không? Tháng được là 6 triệu không? Được á. Trời, đúng da này, da này. Nó không có một lỗ chân lông luôn đó chạy. Ừ đó, dớt giác lại. Mày chỉ khen hay gì chê? Khen. Không có lỗ chân lông là da hơi bị đẹp rồi đấy. Đừng có đùa. Có mụn đâu mà lấy cho nhiều cháy. Cái chỗ này nhiều mụn thì nó sửa mũi rồi sao lấy. Không lấy được hả? Ý là khúc trên mũi. Thấy hai bên má của em á. Quá trời, nó cứ nổi hè, hạt, những người nhìn nó khó chịu. Mụn em khó lấy lắm luôn ấy. Cái mũi này đâu chưa? Một tháng chị.
Ủa mùi chị là nó sọ cái chị vào đây hả? Bữa sao là mùi chị hả? Chứ chị nghĩ là mùi thiệt mình thấy gì hả? Mùi thiệt là gì thấp vậy? Mình vậy cho nó tự nhiên. Nhưng mà lâu lâu cũng phải, nếu mùi chị là nó sụp đó nha. Chứ đúng rồi, nó muốn nó tan mà, xong rồi đi sửa luôn mà. Hiểu. Cho nó dày da lên đúng không? Em làm cho coi em form mũi em sao thôi. Với lại cho nó đầy da, nó giãn da ra. Ủa nhưng mà cái chỉ trong thì làm sao mà nó sụp được? Tự tan chị đẹp, chỉ tan tự tan mà. Không, ý là chị kêu là giờ chị nặn mụn chỗ đấy ấy. Ý là đau á, nó đè xuống với lại đầu mũi á, mới vào không nên đè xuống. Ừ. Đè xong nó méo xuống đấy, chắc cười chết luôn. Người cười người khóc rồi. Em nữ là người Việt Nam đầu tiên. Con Ngọc, người Việt Nam đầu tiên sửa mũi chị bị méo. Giống như hồi xưa nặn mụn cho bà mấy ngày á, mấy bà mới đi tiêm mũi, đi tiêm cằm về, sao mà kêu ê đừng nặn cằm nó filler của chị nó ta nó sao phèo ra đấy. Mà trong khi đấy cái filler nó tiêm vô là nó cứ ngắt trong đấy thì sao nó phèo. Mà cứ đừng nặn nó phèo cái filler của chị ra. Cười ui dạ. Vi tối nay đi uống cà phê không Vi? Em. Ừ. Ủa rồi còn ba đứa hả? Đã bộ uống thuốc rồi nó hết rồi. Nó giống như đau giả mà. Hồi nãy con này dẫn mấy đứa đi ăn tôm hùm. Thôi. Hết bận chưa Vi? Tôm hùm lại như cái tôm hùm hôm qua hả? Ừ. Biết mà. Đi mua mấy gói. Nhà có gì mà điều kiện. Hôm nay bà chủ dắt đi ăn tôm hùm. Sau tháng mấy tháng dịch mà ra em được cái này là ok rồi, quá là gì nữa. Nửa năm rồi không đi nào mũ á. Trước dịch đã không đi mà chị về dịch chị nghỉ 6 tháng, cái 5 tháng chị nhiêu. Để nó lấy xong nó một lỗ trong luôn. Đây này, một bạn này Bình bên hàng chân mày à? Biết chứ. Tiểu về là ngày nào cũng kẻ chân mày á. Đúng rồi gì nữa. Ủa em chia tay với người yêu chưa? Có rồi mình chia tay. Ủa nhớ hồi xưa có rồi mà. Ừ, chia tay có năm kìa. Ủa vậy hả?
Đi lấy mụn đi rồi biết. Em không nói chị đâu. Ủa? Ừ. Nó như mà. Ủa mà nồng ngọt hình như có niềng găng đúng không em? Hồi đó em niềng. Thái rồi đúng không? Đúng rồi. Đau đau, khi nào đau nói chị dừng nha. Đau. Lấy không? Lấy này không? Ấy bên này hai bên chị bên hồi chị hay vuốt á, kéo ấy á. Biết rồi. Là người ta băng bảo là cái đầu mũi cơ mà. Nhìn chị An như kiểu cameraman chuyên nghiệp này. Thế sao trời ơi. Mình không làm gì thôi, mình làm chuyên nghiệp cái đó đó bạn. Ừ. Mình xem được mấy bữa đâu. Chị An đang có nhu cầu bán lại cái dịch vụ này. Tổn thương như vậy. Trời dạ, cái gì lông mặt khách mà dài thòng thòng. Nó muốn bỏ luôn bộ mặt luôn. Nói gì cái sản phẩm mình dưỡng tốt quá. Lấy cái đầu mũi luôn đi. Nó cho lấy đầu. Lấy đi. Trời ơi, nó đen thui. Dễ nghe lắm. Nói chung là cũng khó lấy lắm. Phải đè mạnh mới lấy được. Nó lại khóc ở đấy nữa. Không dỗ được đâu. Rồi sao mà lấy vậy? Mày để yên cho chị không? Chị gọi chị quýnh lên Vi nha. Ngọc. Không. Nói cái Vi. Em người ta đang nóng muốn chết. Kéo đây em lại lạnh quá. Kệ em. Con này được. Ôi trời ơi, giỏi lắm. Ủa chị đang nghe Ken em, chị nghe nói vậy? Ken nói. Chưa, xong rồi chưa? Xong rồi, xong rồi. 12 triệu kỳ đó. Hả? Hết rồi, biết rồi, được rồi. Lấy nửa năm lại khóc nữa. Cái mụn này khó lấy giả mang luôn. Tại vì không thấy nó ở chỗ nào. Nạn hồi lắm thấy nó nằm chỗ nào này hết. Lúc mà chưa nạn thì thấy nhiều lắm nha. Xong nạn hồi nó lặn đi đâu mất ấy. Này, thấy không? Nhìn không thấy đúng không? Cho nó qua đi. Tới hả anh đi. Này, mụn này người đẹp. Bắt ra. Thấy không? Này, nhìn cái mụn này. Chụp lại không? Đi. Ở cái bộ móng tay sắc sắc. Tạm biệt mọi người đi Hòa Ngọc. Đi với thi hoa hậu gì xinh quá.